Nước thể thao Bacardi Zuid. Nhật Bản đang bước vào đợt nắng nóng đầu tiên trong năm 2019. Tại nhiều thành phố, nhiệt độ trung bình đã đến hơn 35 độ. Đặc biệt, tại các tỉnh như Gifu, Osaka hay Tokyo, nhiệt độ đã đạt trên 38 độ, một con số kỷ lục tại quốc gia này. Theo thống kê của báo Mainichi, đến thời điểm ngày 30 tháng 7, đã có 11 trường hợp tử vong và hơn 5.000 người nhập viện trên cả nước Nhật do nắng nóng kéo dài. Phần lớn trong số đó là người già và trẻ em. Chính vì vậy, Nomura TV xin giới thiệu với các bạn chuyên đề đặc biệt Bí quyết chống nóng của người Nhật. Hy vọng đây sẽ là thông tin hữu ích giúp các bạn tự bảo vệ bản thân khỏi nguy cơ bị sốc nhiệt trong những ngày nắng nóng kéo dài. Bí quyết đầu tiên là tránh ánh nắng trực tiếp và nơi có nhiệt độ cao. Không đi ra ngoài đường là phương pháp đơn giản nhất để tránh nóng. Tuy nhiên, việc giữ cho nhiệt độ trong nhà ở mức cho phép cũng rất quan trọng. Người Nhật thường sử dụng các biện pháp như sau. Đầu tiên là sử dụng điều hòa và quạt để giữ nhiệt độ phòng dưới 28 độ và độ ẩm dưới 60%. Đây là mức nhiệt độ và độ ẩm tối ưu để chúng ta cảm thấy thoải mái mà vẫn không tốn quá nhiều tiền điện. Thứ hai là sử dụng các loại rèm cửa có chức năng cắt ánh sáng mặt trời hoặc cách nhiệt. Thứ ba, sử dụng vỏ gối và khăn trải giường có chức năng làm mát. Bí quyết thứ hai là sử dụng quần áo, trang phục, phụ kiện chuyên để tránh nóng. Giới trẻ Nhật Bản hiện nay thịnh hành sử dụng các loại trang phục phụ kiện làm mát như sau. Thứ nhất là đầu lót dành riêng cho mùa hè. Đây là loại đầu lót thoáng mát giúp nhanh chóng khô mồ hôi và không bám vào da. Thứ hai là quạt cầm tay. Đây là giải pháp hữu hiệu khi bạn đi bộ ngoài trời trong thời tiết nắng nóng. Các bạn có thể sử dụng quạt điện hoặc các loại quạt cầm tay giống như thế này. Thứ ba là miếng dán làm mát. Các bạn có thể dán lên cơ thể trước khi ra khỏi nhà. Thứ tư là bình xịt hơi mát. Bí quyết thứ ba là bổ sung nước và muối thường xuyên. Người ta thường khuyên nên uống nước thường xuyên khi trời nóng. Tuy nhiên, đây là một lời khuyên vô cùng nguy hiểm. Bởi vì thời tiết nóng bức khiến cơ thể chúng ta ra nhiều mồ hôi kèm với muối và khoáng chất. Uống thật nhiều nước sẽ làm loãng nồng độ muối và khoáng chất trong máu, khiến chúng ta dễ bị sốc nhiệt hơn. Vì vậy, đi kèm với việc uống nước, bổ sung muối cũng vô cùng quan trọng. Sau đây là một số sản phẩm có ích mà người Nhật sử dụng để bổ sung nước và muối cho cơ thể. Kẹo muối, đường nâu trộn muối, nước thể thao Bacardi Zuid. Đây là chai nước Bacardi Zuid. Thứ tư đó là trà lúa mạch. Tuy nhiên các bạn cũng chú ý, chúng ta không nên ăn quá nhiều kẹo muối đâu nhé. Bí quyết cuối cùng mà Nomura muốn giới thiệu với các bạn đó là rèn luyện sức chịu đựng của bản thân bằng cách chạy bộ hoặc đi bơi thường xuyên. Khi bạn có đủ sức khỏe thì khả năng bị sốc nhiệt cũng khó xảy ra hơn. Tuy nhiên, bạn nên hạn chế vận động mạnh trong những ngày nắng nóng. Cảm ơn các bạn đã dành thời gian theo dõi. Chúc các bạn có một mùa hè vui vẻ và an toàn bên gia đình. Các bạn cũng đừng quên nhấn nút theo dõi kênh Nomura TV để cập nhật các tin mới nhất cùng Nomura nhé.